Vâng, và ngay sau khi đi xem bóng đá xong thì tôi cùng những người em ở thành phố Nam Định sẽ đi uống bia tại một quán bia ở số 94 Chu Văn An. Người dân Việt Nam khổ quá, toàn nhậu nhẹt này, ngồi nhậu và xem bóng đá. Người dân ở Việt Nam thì không chỉ ở những ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, một số thành phố lớn, ngay ở trong những thành phố Nam Định như thế này thì cũng rất là vui. Sau khi xem bóng đá thì mọi người cùng đi uống bia. Các anh là ngồi tại đây xem bóng đá luôn à? Thích chưa? Việt Nam đã được mở cửa trở lại, tất cả các hàng quán và dịch vụ đã được hoạt động, rất là thích. Ở đây thì ở Nam Định thì nó có những cái tuyến phố ẩm thực không? Có tuyến phố, có phố cà phê, tuyến phố ẩm thực. Cái gì cũng có. Tức là nó không khác gì Hà Nội cả. Cà phê là nó có tuyến phố riêng. Có tuyến phố riêng. Cho nên chỉ có cà phê thôi, chẳng có gì khác. À, chỉ có cà phê không thôi. Rồi mai anh sẽ qua đấy xem nào. Thế, quán ăn, quán nhậu. Thường ở đường nào? Thì bây giờ là nó đang có khu đô thị mới đợt trên đường Trần Đạo kéo dài. Trần Đạo kéo dài. Dọc tuyến đường ra chỗ các cầu thủ của các quốc gia nghỉ ngơi ở khách sạn Phú Sơn Nam Cường thì là một dọc tuyến đầu đường ăn luôn. Tất cả các món ăn. Còn cà phê thì phố cổ Hàng Đồng. Phố cổ. Ở đây thì cái gì cũng có. Mỗi tội là không có tiền thôi. Nam Định là một cái thành phố có từ rất là lâu đời rồi. Phải nói là nó trường tồn rồi. Có thể phải nói là một cái thành phố già, đúng không? Già mà nhưng mà trường tồn và phát triển. Nhưng mà đã phát triển lại. Đúng rồi, qua cái trận bóng vừa rồi thì mới thấy rằng là người dân Việt Nam nói chung và nói riêng thì phải nói là thật là tuyệt vời. Ăn nhậu rẻ đúng không anh? Về Nam Định thì ăn nhậu, đồ nhậu thì đa dạng mà giá cả hợp lý mà. Dạ vâng. Là ăn nhậu là rẻ, chắc là khoảng tầm 2-3 lít là hai anh em thoải mái thôi. 2-3 anh em 2-3 lít là cái đội là tới rồi. Thành phố Nam Định thì em về đây em cảm thấy rất bình yên, rất bình yên. Nhưng là vừa nãy thì vào trong sân để xem bóng đá thì nó không hề bình yên thế nào cả. À đúng rồi. Và cảm nhận đấy là của em ở người ở nơi khác đến. Đấy là người Nam Định là rất là tình. Cái truyền thống ở Nam Định thì từ trước giờ là bóng đá là chính. Nó khác hoàn toàn với những cái tỉnh khác, như Thái Bình thì sang Thái Bình thì nó bóng chuyền. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà đến với Nam Định đây thì hầu như là bóng đá. Em ở bên kia về thì thực ra là bên kia mà để mà ngồi nhậu nhẹt như này là khó lắm anh ạ. Nên cảm giác là có thể là ở Việt Nam thì khổ quá hay sao, cũng phải là phải đi uống bia ngồi ngoài nhậu nhẹt này thì sướng rồi. Nó đỡ khổ đi đúng không? Không khí mà ngồi không khí. Rất cảm ơn anh. Đây là bia hơi gì ở cháu? Bia hơi Hà Nội, như là bán ở Nam Định đúng không? Bia hơi Hà Nội thì quá là có tiếng rồi. Lòng dồi sụn đâu? Có rồi. Ở đây cho chúng một xem có những món ăn gì ngon ở đây. Dồi sụn một đậu với lại một chả mì. Đấy, xem xong bóng đá thì chúng tôi đi uống bia. Nào ba anh em mình làm cái nhá. Xin chào các người anh em ở Nam Định, rất là vui. Đấy. Tình cảm người Nam Định không có gì hơn là bằng tình cảm. Rất đơn giản thôi. Bia cỏ, bia hơi, bia bị cái lạc nè. Đây là cái gì? Chả bì. Chả bì, còn kia là đậu lướt ván, rất là ngon. Lướt sống. Đấy, dài Nam Định rất là dài. Dài Nam Định đẹp dài, mỗi đậu bì Hải Dương người nhiều. Đấy, vui chưa? Mọi người cứ ngồi nhậu tới đến. Tôi đến là sau giờ làm việc là ngồi nhậu thoải mái. Thích nhất là ngồi ở vỉa hè này. Nha. Ngồi vỉa hè này thôi. Sáng mai anh Phương anh muốn đi tí Ba Đều. 31 tí Ba Đều. Em cảm thấy cuộc sống ở Nam Định nào? Nhàn lắm anh ạ. Nhàn. Em đã đi ra thành phố nào khác ngoài Nam Định để sinh sống chưa? Em chưa. Chưa. Ở không muốn đi. Tức là ở Nam Định thích rồi là cứ ở Nam Định thôi. Vâng anh. Ở không muốn đi. Đấy, rất đơn giản này thôi. Đời sống rất bình thường này thôi. Mình nghèo quá thôi, mình ăn này thôi. Nhờ? Thế rồi. Ăn thế nổi. Ngày nào cũng ăn này chết. Nghèo ăn cái này là rẻ. Ở Nam Định cái gì cũng rẻ, đồ nào cũng rẻ. Không mua nào đắt cả.
Phở Hà Nội 100.000 bát, Nam Định có 35.000 bát. 75.000. À có phải 5.000. À có một loại phở. Tí đi ăn nha, tí ăn phở 5.000. Có phở 5.000. Tí đi ăn phở 5.000 review luôn. Ồ hay quá nhỉ. Phở 5.000 rất nổi tiếng Nam Định. Phở đấy là được để làm để mà quảng cáo là cho sinh viên ăn. Cho sinh viên với lại những người nghèo ăn. Nhưng mà thật ra là ra đấy cũng không phải ăn phở 5.000 đâu. Mình tức là mình có phở 5.000 thật. Mình bát phở 5.000 là có thật. Tức là dành cho người sinh viên hoặc là người nghèo. Rồi mai đưa anh đi hay là tối? Tối mới có thì mà từ tối thôi. Từ 5 giờ chiều đến 5 giờ chiều. 2 3 giờ đêm. À thế à, thế tí nữa mình sẽ đi thử xem cái phở 5.000 như nào. Rồi. Nam Định có rất nhiều món đặc sản. Đúng rồi. Anh mà đi ăn hết cả đêm ở đây thì anh nói. Nói về Nam Định thì đầu tiên người ta nhắc đến phở bò, đấy là món mặn mặn. Còn rất nhiều món khác như là chân gà nướng. Rồi sụn này chẳng hạn này. Rồi sụn chả bí. Đặc sản chả bí. Đấy rồi sụn đây. Đó là món rồi sụn đây. Đổi tính nhất là món này là rồi gì em? Rồi của con gì? Con lợn hay là rồi lợn hay là rồi chó? Rồi này có con tủ lạnh. Rồi này có con tủ lạnh. Rồi bây giờ tôi sẽ thử cái món rồi sụn này xem nào. Chấm đâm cái này rồi anh ạ. À thế à? Đây. À. Nhìn chấm đâm cái này. Cái này là cái nước chấm gì đấy? Nước chấm không biết của nó nhưng mà ngon lắm. À. Đặc sản của quán đấy. Đặc sản đấy à? Rất ngon. Nhìn nó ngon này. Wow. À. Có một chút mùi húng liu và ở trong cái này. Không, cái nước chấm này này. Không biết nhưng mà còn, trong cái này có lẽ. Rồi sụn này rất giòn. Ừ, rồi uống bia vào lắm. À, làm cái nữa đi. Mai Hiếu đi làm nè. Đó, anh cứ uống thoải mái em. Thoải mái đấy. Uống xong tối về ngủ. Tối về nhà em ngủ. Wow, mát quá. Ở Việt Nam đang bắt đầu của mùa hè đây là rất là mát mẻ. Món rồi sụn này. Và bây giờ anh thử xem cái món chả. Đây là chả chả bì. Chả bì. Chả bì rồi chấm nước mắm. Anh thấy không? Có vài đĩa thôi mà đúng đồ chấm này. Thơm lắm. Chả bì thơm. À, nó không bị dai. Mềm thơm á. Có ba nó không bỏ đâu. Có ba loại à. Loại đây là đồ ăn chè nhất đấy. Nếu mà như là đến bốn loại nước chấm. À, mắm tôm này là chấm đậu này. Rồi. Có nhiều người không thể ăn được mắm tôm, tôi ăn được. Hãy thử xem nào. Mắm tôm Nam Định cũng là rất là ngon. Mắm tôm nó thơm á. Mắm tôm Nam Định, mắm tôm Nam Định khác mắm tôm khác là mắm tôm Nam Định là mắm sống. Mắm sống. Còn mắm tôm phải các mà trưng lên. Mà trưng lên chín này. Đấy, vui chưa? Cuộc sống ở quê hương tôi nó chỉ đơn giản thế này thôi. Quê hương Việt Nam mình bây giờ là cũng sung sướng này là sướng rồi anh. Xem bóng đá xong rồi là ngồi uống bia. Thưởng thức những món ăn rất đơn giản. Người nghèo ăn thế này thôi. Nhờ. Giàu người giàu có khi còn không ăn được. Khi không có màn này. Đấy. Rất vui bên bàn nhậu. Luôn. Đấy, các thanh niên ở Nam Định đây là rất là vui. Tình cảm lắm, mọi người ở đây tình cảm. Cái nước chấm này nó có cái mùi húng liu rất thơm này, mùi me. Me. Nước chấm me. À, nó gọi là nước chấm me. Ừ. Sốt me. Chỉ ăn này với rủ sụn là ngon. Cái sụn nó rất giòn nhá. Nó là sụn non đấy. Ngon lắm. Đặc sản quán này đây. Sụn non ngon đấy. À đúng rồi, nhìn rồi bàn bên kia cũng là hai món rồi sụn và bàn lòng lòng đậu. Đây là những món nhậu ở Nam Định thường ăn, tức là những cái món nhậu dân dã rất ngon. Còn khi ăn cảm giác ngon hơn là xúc như kiểu là xúc xích. Xúc xích theo kiểu khác nhỉ? Ngon là xúc xích. Nó cái vỏ bên ngoài là chung vỏ xúc xích đấy. Nhưng mà nhân bên trong một khác. Nó còn giống với cả
lạp sườn à? Nó gần gần như gần, gần như thế, như nó là sườn. Nó là lạp sụn. Đó là rồi rồi này đấy, là người ta làm cái bít rồi thường thôi chứ mà. Người ta chặt kiểu cái miếng sụn đấy, nó nhỏ. Băm nó băm sai sụn, sai sụn. Cảm giác bùi, nó bùi bùi. Anh nghĩ là đây là người ta băm chứ không phải sai. Không, cái này nó có máy xay riêng của nó ấy, nó xay cả rau riêng các thứ này, rau này. Anh nhìn trong cái này, đây nhìn được. Có rau này, có cà rốt, có các thứ này, có rau củ ở trong đấy. Rất ngon. Nên nó sẽ bùi bùi, lạ miệng. Mà nó không bị ngán. Rất là tuyệt vời thôi. Nào cái này cảm ơn anh em Nam Định. Ở Việt Nam có rất là nhiều vùng miền. Với mỗi một vùng miền thì có những cái món ăn rất là ngon khác nhau. Anh em check in cái cho Tuấn Anh ở nhà nó thèm. Bảo đi nó không đi. Nhưng mà